Đấy, bây giờ mời các bạn cùng tôi bước vào đầu chợ để cùng khám phá phiên chợ hôm nay các bạn. Vào đầu chợ thì thường như thường lệ tôi thường rẽ sang khu bên trái. Xem khu bên trái này hôm nay có những gì hấp dẫn. Ở đây có một chú chợ mào. Hình như là đang vẫn trong thời gian đổ đông anh em. Còn bên này có lồng chào mào tương đối nhiều. Lồng trên và lồng dưới một số anh em mà còn đang xem. Bây giờ mình sẽ vào tận lồng để xem thử có chú nào đẹp. Bắt nhiều thì 250. Nhanh thì còn đi, nhanh thì mất. Giao dịch tương đối là nhanh đây các bạn. Lồng bên dưới này có 7-8 con. Trên cái lồng trên, lồng trên cũng khá nhiều đấy, cũng chục con đấy các bạn. Bắt con lên 300 à quân? Giá cho màu trống đấy bán là 300 các bạn. À chiến là mi cái món mi cuốn không? Cái này tương đối là đông anh em nghệ nhân đang tham gia mua chim các bạn. Chắc một con của mi phủ này cũng nhiều. Thời tiết mát mẻ cho nên là chợ rất là đông anh em. Ghé thăm xong cái khu bên trái này rồi, bây giờ mời các bạn cùng tôi sang cái khu bên phải nhé. Bây giờ các bạn cùng tôi ghé thăm cái khu bên tay phải này nhé. Đấy, đi ra đằng sau tôi thấy có mấy cái lồng hòa mi các bạn. Đây đây có một chú hòa mi này. Mỏ dày ấy. Ép mỏ tay này lấy gì ra các bạn. Đằng sau còn có một chú hòa mi nữa, mình sẽ đến đây sát lồng để cho các bạn xem nhé, tận mắt. Đấy, đằng sau này cũng có một chú hòa mi rất là đẹp các bạn. Cái đặc biệt của phiên chợ này là mỗi người một lồng, một con chim mà sách đến bán, cho nên có thể vận dụng bất cứ chỗ nào để đặt chim các bạn nhé. Phía sau cùng này hình như là từ xa mình nhìn thấy một con khứu thì phải. Bây giờ đưa các bạn đến gần để xem con khứu này nhé. Con khứu bạc má này rất là thuần rồi đấy các bạn ạ. Mình đưa ống kính máy quay sát lồng nhưng mà chú chim vẫn cảm thấy bình thường, vẫn rất tự nhiên. Mà hiện nay không biết chủ nào bán chim này ở đây nhỉ? Phải nói là khu bên phía tay phải này cũng rất là đông đúc và hội tụ rất nhiều anh em nghệ nhân các bạn. Có nghệ nhân đang còn cõng chim ra chợ đây các bạn. Rất nhiều anh em nghệ nhân là đang còn đàm đạo thảo luận về chim. Bây giờ qua cái khu bên phải này xong ấy, mời các bạn cùng tôi ghé sang phía bên tay trái nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khu bên trái này cũng rất là đông anh em, và có cũng rất là nhiều chim anh em. Phía sau này có một đôi vành khuyên đi sang bên trái này, có một đôi gà, gà rừng, nhưng mà rừng này là rừng lai má trắng. Con trống này có vẻ rất già đời, các bạn có thể nhìn cái chân của nó cưa cựa đi là phải biết đấy nhỉ. Đây có hút mật này, một lồng vành khuyên, có chào màu. Tắt cái lồng chào màu này xem có bao nhiêu con chào màu nhé. Lồng này có 5 con chào màu. Em phải làm ít nhất là 3 chuồng. 5 con chào màu các bạn. Bên này có 6 con mật. Khu này có rất nhiều nghệ nhân đang còn là trò chuyện tham khảo và đàm đạo ấy các bạn. Giống như là mẹ hai anh em ruột với nhau. Đấy, có nghệ nhân nhí này còn đi bán chim vành khuyên đấy các bạn. Đấy, một lồng vành khuyên mà hình như là hai anh em hay là đôi bạn trí kỷ gì thế phải, đang đi bán vành khuyên. Ở khu vực này lúc nào cũng tương đối đông các bạn nhé. Vì ở đây có cả chim non. Chờ rất đông, rất là vui các bạn. Tham quan và xem cái khu bên trái này xong rồi các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng tôi sang khu bên phải. Bây giờ các bạn cùng tôi vào lại cái khu bên phải này nhé, để quay ngược lại đầu chợ. Hiện tại lúc này có rất là đông anh em nghệ nhân đang còn vui vẻ chém gió. Và đàm luận về chim đấy, rất đông. Ở khu này thuộc về mấy anh em mà chuyên bán chim chuyên nghiệp. Có rất nhiều loại chim. Đến khu vực này được cái là rộn ràng tiếng chim hót các loại các bạn. Giao dịch mua bán ở đây rất là nhanh gọn. Tầm này các nghệ nhân đi dồn về là chính các bạn. Chợ rất đông các bạn nhé. Ở đây có một chú hòa mi rất là nhanh nhẹn nhé. Chim khu gáy các bạn. Sang bên cạnh thì là chú hình như là chú khứu đầu bạc. Đưa máy sắt lòng thì đúng là chú khứu đầu bạc các bạn ạ. Bên trái này có một đôi chà mào núi, chà mào xanh mắt thâu.
sang bên phải này có một lồng ngũ sắc các bạn. Nhìn chim ngũ sắc nó rất giống với quế lâm nhé. À, ở đây có một con quạ rất là to anh em nhé. Con quạ giống chim mà thông minh nhất hành tinh ấy. Khó quá nhỉ. Nhiều chim ca các bạn. Các loài chim quay nghe khổ ấy. Đây là khu vực trà đá và chém gió các bạn nhé. Một số anh em nghệ nhân, các cao thủ chim là ngồi trà đá và chém gió này. Video này mình tạm dừng tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo sau. Xin cảm ơn.